Nào, ta sang phần tiếp theo là ta xử lý sự kiện nhỉ. Tức là xử lý sự kiện với C# nhỉ. Xử lý sự kiện này gọi nhé, xin với C#. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn quay trở lại, bạn tạo thành một cái clip tên là tạo thành một cái thư mục mới tên là thư mục script nhé. Bạn phải đổi sang tiếng rồi, rename này, script này. Trong script bạn sẽ tạo cho thầy một cái file này, bấm phải chuột nhá, chọn create này, chọn C# script, nhớ là phải gõ tên luôn nhá, gõ tên luôn này, bạn gõ luôn cho thầy, ví dụ như là bạn ghi là menu đi, được. Sau khi loop, các bạn chú ý này, tên lớp, đây là tên file và tên lớp phải giống nhau nhé. Đây là tên gì? Tên lớp. Đây là tên lớp này, đúng chưa? Tên lớp này và tên file phải giống nhau. Đây là tên file phải giống nhau. Nếu tên lớp, tên file không giống nhau là nó không link được nhé. Đấy chưa nhỉ? Ok, bây giờ rất đơn giản, bạn gõ thêm một câu lệnh thôi. Đúng chưa nhỉ? Bạn ghi là ghi thêm thành một hàm. Là gì nhỉ? Public void load level 1. Ví dụ thế. Dạ. Bạn ghi là application.load level. Đặt tên level ở đây. Tên level của chúng ta là gì đây? Tên là level 1 đúng không? Rename này. Canyon C. Để cho nó khỏi sai. Thì chúng ta làm thế để cho chúng ta dễ hiểu thôi nhá. Như vậy là khi ta kích vào cái button nào đấy thì nó phải gọi lên gì? Cái level 1 đúng như nhỉ? Muốn vậy thì chúng ta quay trở về đúng là cái main nhá. Chúng ta chọn này, BTN start này. Các bạn cuộn dưới này, bạn nhìn thấy chữ on click không? Có phải là giống như cái on click ở trong cái main activity đấy đúng không? Main activity.xml đấy. Kích cho thầy dấu cộng ở đây. Đúng như nhỉ? Chọn cho thầy đối tượng click. Đối tượng click nằm ở trong sim. Đối tượng click là thằng nào? BTN start. Chứ nhỉ? Chọn cho thầy hàm sẽ được gọi. Ở đây không có gì. Bởi vì chúng ta chưa gì? Chưa add component. Bởi cách làm như sau. Ta add component. Gõ là chữ menu. Đây này các bạn nhìn thấy chữ menu đây chưa? Đúng chưa nhỉ? Chọn lại BTN start này. Add component này gõ chữ menu. Đúng nhỉ? Thế là nó hiển thị. Đúng nhỉ? Lúc này ta mới chọn function này là chọn gì? Menu và chọn cái hàm bạn vừa làm đấy. Là gì? Load gì? Level 1. Hiểu chưa? Có nghĩa là khi ta kích vào cái button BTN start thì nó sẽ gọi hàm gì? Hàm load level 1. Đúng nhỉ? Bạn bấm Ctrl S. Bây giờ bạn chạy thử. Thôi chả cần đâu, cứ thế này chạy thôi. Yeah. Bạn để ý đây đang là main đúng không nhỉ? Bạn kích này, nó sẽ gọi đến gì? Level 1 đúng không nhỉ? Như vậy rõ ràng là từ activity main đã gọi được đến activity gì? Level 1 đúng không? Đấy, main này, chạy này. Bạn vẫn nhìn đây thấy chữ main đúng không? Kích vào đây, nó sẽ gọi đến level 1, đó chưa? Đấy là cách chúng ta xử lý sự kiện. Ok. Rồi xong rồi đấy.